Vốn là một thị trấn yên bình và thanh bình, thì một chuyện khủng khiếp bất ngờ xảy ra, những thi thể trong nghĩa trang đợt nhiên sống lại, trở thành những con zombie khát máu, và thủ phạm chính gây ra thảm họa này chính là một công ty khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Tại một công trường xây dựng ở một thị trấn nhỏ, công nhân đang bận rộn khoan dưới lòng đất, không ngờ một hang động khổng lồ bất ngờ xuất hiện, người phụ trách Rốt nhìn thấy vậy, liền bảo Black người mới đến xuống xem tình hình. Sau khi đi tới hang, Black dùng đèn pin nhìn quanh, thì thấy một thi thể bị trói bằng dây xích. A à, sau khi ra ngoài việc đầu tiên, Black quyết định gọi cho cảnh sát, nhưng Rốt cáo buộc cô đã đưa ra những quyết định tùy tiện. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trường, thì cấp trên chắc chắn sẽ tìm cô để chất vấn. Vì vậy Rốt đã yêu cầu Black về nhà nghỉ ngơi, quyết định tự mình đối phó với cảnh sát. Một lát sau, cảnh sát Mai đã nhanh chóng tới hiện trường, nhưng khi được hỏi về việc này, Rốt cho rằng công nhân đã nhìn nhầm, ở dưới đó không có thi thể nào cả, và đó chỉ là xác của động vật. Nhưng Mai nói họ đã đến đây rồi, nên phải xác nhận nó bằng chính mắt mình nếu không mình sẽ không rời đi. Rốt không còn lựa chọn nào khác đành phải thỏa hiệp và đưa mũ bảo hiểm cho Mai. Sau đó anh ta quay lại và báo cáo tình hình với công ty. Mai chưa kịp đi xuống dưới thì nhận được điện thoại từ trụ sở chính gọi đến, bảo anh ta lập tức dừng cuộc điều tra lại. Hóa ra dự án này đã được thị trưởng hiện tại chống lưng. Những ngày này đang diễn ra bầu cử, thị trưởng không muốn có vấn đề gì xảy ra vào thời điểm quan trọng này. Chịu áp lực từ cấp trên, Mai đã phải quay về, nhưng ở cổng công trường, anh ấy tình cờ gặp Blake đang chuẩn bị về nhà. Khi biết đây chính Black người đã gọi điện báo cảnh sát. Mai đã nhờ cô giúp mình nghĩ cách để vào hang động đó. Bên kia rốt đang bắt đầu khởi công lại, thì giàn khoan lại bị hỏng, Black đang làm cái quái gì vậy? Lợi dụng sơ hở công nhân đang sửa chữa giàn khoan, Mai đã dùng một sợi dây để đi vào hang. Anh ấy dùng bật lửa để nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy sợi dây xích và phát hiện ra thi thể. Nhưng lúc này giàn khoan cũng đã sửa xong, sợ bị phát hiện, Black đã nhanh chóng ném sợi dây xuống, nhưng vẫn bị rốt nhận thấy có gì đó không ổn, nhìn sợi dây trên mặt đất hắn ta đã hiểu chuyện gì đang diễn ra vì vậy hắn ta đã đấm black ngay tại chỗ ở bên dưới mai vừa tháo mặt nạ của thi thể ra thì gian khoan bắt đầu hoạt động trở lại mai hét to để kêu cứu và anh không hề biết thi thể đằng sau anh đã mở mắt mai không chút phòng bị nên đã bị nó túm lấy anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn bị nó cắn đứt một ngón tay người dân trong thị trấn không hề cảm nhận thấy sự nguy hiểm của zombie đang rình rập ở nhà tang lễ lauren một nữ nhân viên đang chăm sóc một thi thể vừa mới qua đời thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện phía sau cô khiến cô ấy giật mình hóa ra đó là ông chủ hói đầu ông ấy nói với lauren mình có việc bận nên phải đi trước vì vậy định để cô ấy ở lại một mình để hoàn thành nốt công việc ở nhà tang lễ nghe thấy vậy lauren rất vui mừng bởi vì đối với cô mà nói đây chắc chắn là cơ hội để cô thực hiện tốt công việc của mình nhưng lão hói vừa rời đi thì lauren đang chuẩn bị tiếp tục công việc thì lại phát hiện ra mắt của thi thể bất ngờ mở ra lauren không suy nghĩ nhiều liền nhắm mắt lại chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong việc trang trí ở tang lễ thi thể được xử lý xong cũng đã đưa vào quan tài sau đó cô cầm một chiếc váy đi vào phòng thay đồ để thay nhưng cô không biết lão hói đã lắp camera ở đây lúc này hắn đang cầm điện thoại để ngắm nhìn cô nhưng khi lão hói đang mê mẩn xem thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ lão hói có tật giật mình liền đi ra ngoài kiểm tra nhưng lại không phát hiện thấy gì lại nghĩ đó là chuột nên ông ta định quay vào không ngờ tấm quan tài gần đó bất ngờ đóng lại vẫn chưa kịp hoàn hồn ông ta đã bị thứ gì đó kéo đi đợi đến khi lauren thay quần áo xong người nhà người quá cô cũng đến nhà tang lễ và nói rằng anh ấy muốn nhìn người đã khuất nhưng khi lauren mở nắp quan tài ra thì phát hiện thi thể ở bên trong đột nhiên bị biến mất cô cứ nghĩ là do lão hói dở trò vì vậy đã đi xuống bãi đậu xe ở dưới tầng hầm để tìm kết quả không thấy bóng dáng thi thể đâu chỉ phát hiện trên mặt đất có chiếc điện thoại của ông ta đánh rơi lauren cẩn thận bước đến văn phòng của lão hói nhưng khi gõ cửa thì không thấy có phản hồi gì cô ấy vừa mở cửa văn phòng thì nhìn thấy lão hói đã chết thảm ở bên trong lúc này ở bên ngoài tất cả người nhà đã đến đông đủ và bắt đầu thúc giục lauren cô ấy không dám lên tiếng chỉ có thể tìm cớ để kéo dài thời gian không ngờ vào lúc này có tiếng bước chân ở ngoài hành lang vọng lại lauren đã dũng cảm đi lên kiểm tra đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng người chết kia thực sự đã sống lại lauren sợ đến mức bỏ chạy ngay lập tức tiếng la hét đã làm kinh động người bên trên họ bắt đầu gọi tên lauren không ngờ zombie lại đi lên đó để ngăn zombie tấn công người nhà lauren đã nhanh chóng bước lên phía trước ngăn nó lại nhưng xem ra không có tác dụng gì cô chỉ có thể dẫm lên người zombie để chạy lên thông báo cho bọn họ nhanh chóng chạy đi không ngờ ở nghĩa trang bên ngoài ryan nhân viên phụ trách cắt cỏ cũng phát hiện có điều gì đó không ổn tình như bên dưới nghĩa trang có tiếng động đúng lúc ryan tò mò cúi xuống đất để nghe thì một bàn tay khô héo chợt vươn ra tóm lấy anh ngay sau đó một vài bàn tay khô héo khác đều chui ra từ nghĩa trang ryan khó khăn mãi mới thoát ra được thì phát hiện ra zombie đã tràn ngập nghĩa trang nhưng điều khủng khiếp hơn là còn có những con zombie chui lên từ dưới đất. Ryan bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp. Những con zombie này là như thế nào vậy? Anh ta nhanh chóng lái xe cắt cỏ đi. Trên đường đi đã cắn chết một vài zombie đang chuẩn bị chui lên. Nhưng vẫn chưa vui mừng được bao lâu, thì xe bị lật do va vào tảng đá lớn. Cũng may tốc độ của bọn zombie không nhanh, nên anh đã nhanh chóng đứng dậy chạy đến nhà tang lễ bên cạnh và đóng cửa sắt lại để đám zombie không chui qua được. Lúc này, Lauren đang bị zombie đuổi xuống tầng 1. Cô vừa chạy vào phòng tang lễ, thì bị zombie đuổi kịp đẩy cổ xuống còn cắn vào cổ cô lauren đau đớn cố hết sức để đẩy zombie ra sau đó đứng dậy cầm bình chữa cháy bên cạnh dưới sự chứng kiến của người nhà cô đã đánh chết hắn ta một lần nữa xem ra những người trong gia đình không biết chuyện gì đang xảy ra còn nói sẽ nộp đơn khiếu nại lauren may mắn lúc này ryan cũng tới đây anh ấy nói với lauren những người chết bên ngoài đều sống lại lauren vừa mới đối phó với một tên zombie nên cũng không mấy ngạc nhiên đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa ông lão liền mở rèm cửa ra xem thì nhìn thấy những con zombie lauren thấy vậy nhanh chóng yêu cầu mọi người xuống tầng hầm trốn ở nơi cất giữ thi thể nhưng khi mọi người nghĩ mình đã an toàn thì đột nhiên tủ đựng thi ở sau lưng phát ra tiếng động không ngờ thi thể ở đây cũng sống lại lauren an ủi mọi người đừng sợ hãi vì tủ đựng thi thể chỉ có thể mở được từ bên ngoài trừ khi có ai đó thích chết nếu không thi thể sẽ không tự ra ngoài được nhưng lúc này ryan phát hiện ra những vết cắn trên cơ thể lauren là một fan của những bộ phim zombie ryan nói nếu bị zombie cắn cũng sẽ có thể biến thành zombie khi những lời này vừa nói ra đã khiến những người đứng bên cạnh hoảng hốt lập tức chĩa súng vào lauren cô ấy nói mình rất tỉnh táo không thể biến thành zombie và ryan cũng giải thích có thể cô ấy không bị nhiễm cũng có thể sau khi chết mới biến thành zombie trong khi họ đang tranh cãi về điều này thì không ngờ eric một người không sợ chết lại đến mở tủ ra ôi chúa ơi eric anh đang làm gì vậy tôi chỉ tò mò tại sao bên trong không có động tĩnh gì không ai biết thị trấn này đã xảy ra chuyện gì Tất cả những gì được biết là những thi thể này đột nhiên xuất hiện từ nghĩa trang và bắt đầu tấn công người còn sống. Đầu tiên là phòng tang lễ ở nghĩa trang, một số người đã bị lũ zombie nhốt phía bên trong, vốn nghĩ ở lại đây sẽ an toàn, nhưng họ quên mất đây là nơi cất giữ thi thể. Một anh chàng không màng sống chết, còn mở cửa tủ cất giữ thi thể, tôi chỉ tò mò tại sao không có động tĩnh gì. Chờ thấy bên trong cánh tay của một xác chết thò ra. Mọi người thấy vậy liền vội vàng chặn cửa tủ lại, cánh tay bị chèn lập tức rụng xuống đất nhưng ngay khi họ nghĩ nguy hiểm đã qua không để ý cánh tay trên mặt đất đã bắt đầu tự di chuyển đến khi mọi người nhận ra điều đó cánh tay đó đã tự mở cửa tủ tiếp theo một con zombie từ bên trong chui ra thấy vậy lauren vội chộp lấy khẩu súng lục của anh trai bên cạnh nã đạn dồn dập vào tên zombie nhưng tên zombie bị bắn liên tiếp vào đầu tại không hề hấn gì cả tệ hơn là bàn tay cụt đó vẫn đang mở tủ mọi người chỉ đành rời khỏi nhà chữ xác nhưng bill chạy sau cùng đã bị đám zombie bắt được lauren và các lao tới giúp đỡ kéo Bill ra khỏi đám xác sống kia, nhưng chạy ra ngoài chưa lâu, hai người nhận ra phần thân trên của Bill đã không còn nữa. Thật ghê rợn, lúc này phía ngoài cửa lũ zombie dường như bùng nổ, lựa chọn duy nhất của họ là phải thoát ra khỏi vòng vây. Lauren lên một kế hoạch, tận dụng phần thi thể của Bill, nhân lúc đám zombie không để ý lén leo lên xe rời khỏi đó. Sau đó vứt ít thịt băm xuống đất, chờ cho đến khi đám zombie bị thu hút, mọi người nhân cơ hội trốn thoát khỏi nhà tang lễ, hai người đạp ga phóng đi thật nhanh ở phía bên kia tại địa điểm khoan nữ nhân viên black vì muốn giúp đỡ cảnh sát mai vào một chiếc hố để điều tra thi thể đã bị quản đốc rốt phát hiện và đánh bất tỉnh khi cô tỉnh dậy phát hiện ra mình đang bị trói đồng thời nghĩ tới mai có thể gặp nguy hiểm nếu ở lại trong hố black cố gắng thoát ra đến công trường khóa giàn khoan cô đấm rốt một cái thật mạnh rồi nói với mọi người rằng vẫn còn một cảnh sát ở dưới nếu tiếp tục đào sâu vào sẽ có người chết nhưng đúng lúc này đột nhiên tại công trường xuất hiện một số xe địa hình màu đen lao tới một người phụ nữ bước ra khỏi xe rốt thấy vậy liền vội vàng chạy tới chào hỏi hóa ra là bác sĩ logan do công ty cử đến vì chuyện xảy ra trên công trường đã làm kinh động đến thị trường nên cô ta được cử tới điều tra nhưng rốt nói tất cả chỉ là hiểu lầm mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta cả blake thấy vậy lập tức phản bác nói với logan rằng ở dưới đó không chỉ có một cái xác ngoài ra còn có một cảnh sát đến để điều tra logan nghe xong liền lệnh cho công nhân lập tức nhấc mũi khoan lên giải cứu cảnh sát mai vì ngón tay của anh ấy đã bị zombie cắn đứt nên Mai đã không còn thở nữa. May mắn thay Logan là bác sĩ, lập tức tiêm cho anh một liều thuốc, tôi gọi người đưa anh đi điều trị. Black vẫn rất lo lắng về thi thể dưới hố, nhưng Logan nói cô đừng quan tâm nhiều đến chuyện này, khuyên cô hãy quay về nghỉ ngơi vài hôm, đồng thời đảm bảo nơi này sẽ bị phong tỏa cho đến khi thi thể trong hang được điều tra rõ ràng. Nghe xong Black chỉ đành quay về, nhưng cô vừa rời đi, Logan đã nói với Rod, mọi chuyện ở đây tuyệt đối không được truyền ra ngoài yêu cầu rốt làm cho black phải câm miệng phía bên kia trong viện dưỡng lão thị trưởng hiện tại paula tham gia bỏ phiếu cho thị trường kế nhiệm tuy nhiên nhiều người biểu tình đã tập trung trước cửa bao gồm cả đối thủ của cô là pop hóa ra công ty khoan đang khai thác tài nguyên trong thị trấn khiến nước ngầm bị ô nhiễm bởi vì đó là công ty mà paula thuê để thúc đẩy nền kinh tế nên mọi người đã chỉ trích cô ta nặng nề trước sự xúi dục của pop tâm trạng của người dân vô cùng kích động may thay trợ lý của paula đã đến giải cứu lúc này ba người mới có cơ hội rời đi nhưng không ngờ vừa tìm được chỗ trốn một phần tử biểu tình cực đoan đã đến đây bàn tay của ông ta thò vào trong áo khiến chồng của paula là chơi nghĩ rằng ông ta đang rút súng nên anh ta chộp lấy khẩu súng lục của paula và bắn một phát súng cảnh cáo bất ngờ viên đạn bật ngược chúng vào đầu của người đàn ông sự cố ngoài ý muốn khiến ông ta tử vong tại chỗ hóa ra ông ta chỉ muốn lấy chai nước nhiễm độc ra để đưa cho họ xem thôi nhìn thi thể nằm trên mặt đất ba người vô cùng hoảng sợ nhưng paula không muốn cuộc bầu cử của mình bị ảnh hưởng đã không có ý định gọi cảnh sát và chay không muốn phải ngồi chờ chết vậy là ba người bàn bạc quyết định giấu cái xác trước đợi đến khi cuộc bầu cử kết thúc họ sẽ cho thi thể mặc như những người già trong viện dưỡng lão để thoát ra ngoài nhưng vừa tới cửa đã gặp phải đối thủ của mình là pop nếu ông ta phát hiện ra chắc chắn paula sẽ thân bại danh liệt vậy là paula vội vàng gọi chay đẩy cái xác đi cô ta sẽ ở lại xử lý pop chay đẩy thi thể vào một căn phòng sau khi thấy cái xác không có phản ứng gì lập tức quay về bên paula May thay Bob không nhận thấy điều gì bất thường, chẳng mấy chốc liền rời đi. Nhưng họ không hề biết, thi thể vì tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm đã đột biến. Cùng lúc này, hai người Lauren trốn thoát khỏi nhà tang lễ, nhưng lại vô tình đụng phải một người đàn ông đang hoảng sợ bỏ chạy, khiến anh ta ngất xỉu tại chỗ. Khi anh ta tỉnh dậy, đã nằm trong xe tang của Lauren. Anh ta ật mình vì thi thể nằm bên cạnh, tưởng hai người là kẻ sát nhân, nhưng Lauren đã nhận ra chàng trai đó, hóa ra anh ta là phiên mần bác sĩ ở viện dưỡng lão hai người kể lại câu chuyện zombie ở nhà tang lễ, và Feynman cũng nhớ rằng mình ở trong rừng, cũng gặp một con zombie đang dùng bữa. Chính vì vậy anh ta đã chạy ra giữa đường để cầu cứu. Có vẻ như không chỉ nhà tang lễ, mà virus zombie đã lây lan rất rộng rồi. Nhìn vết thương trên vai Lauren, Feynman quyết định đưa cô đến bệnh xá của viện dưỡng lão để băng bó cho cô. Vậy là ba người lái xe đến viện dưỡng lão. Lúc này ba người nhóm Paula đang chuẩn bị chuyển thi thể ra khỏi viện dưỡng lão, nhưng vừa mở cửa ra, đã phát hiện thi thể vừa rồi đã sống lại và ăn thịt những người già bên trong đó, ba người thấy vậy sợ hãi vội vã đóng cửa lại, lẽ nào chỉ là ảo giác, để xác định xem thi thể đó có thực sự ăn thịt người hay không. Paula rút khẩu súng lục ra lại mở cửa, kết quả là nhận ra thi thể kia đã biến mất, chỉ thấy những đoạn xương vương vãi khắp mặt đất, mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát, người trợ lý lấy điện thoại di động ra định gọi cảnh sát. Nhưng lại bị Paula ngăn lại, vì zombie vẫn còn viên đạn trong đầu, nếu phát hiện thì họ cũng sẽ tiêu đời. Vậy là Paula dẫn theo hai người đuổi theo, nhưng cứ đi cứ đi Paula sau đó phát hiện ra Jay không đi theo, cả à hai đành quay lại, khi đang đi từng phòng tìm Jay, Jay đột nhiên xuất hiện phía sau, khiến Paula giật mình, khẩu súng cũng rơi xuống đất, người trợ lý vội vàng nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, nhưng lại lén lút rút đạn ra, Paula không để ý đã cầm lấy khẩu súng lục, trợ lý của cô ta đang có kế hoạch gì đây? Trợ lý vội đuổi theo Jay, cho anh ta xem hộp đạn vừa rồi, hóa ra hai người đó đã cắm sừng Paula từ lâu, muốn rút đạn thật của cô ta, để zombie giết chết cô ta như thế họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng Jay không muốn hại Paula, co cướp lấy hộp đạn thật từ tay trợ lý, định quay lại đưa cho Paula. Nhưng chay vừa tìm thấy Paula, thì từ phía sau một con zombie xuất hiện, hạ gục người trợ lý đang đuổi theo. Paula muốn bắn, nhưng phát hiện trong súng không có đạn, và ả à, trợ lý đã tự sát theo cách này. Jay sợ hãi đến mức ngã xuống đất, hộp đạn trên tay anh ta cũng rơi ra. Thấy zombie đi tới, Paula vội vơ lấy chiếc xe đẩy, đẩy vào người tên zombie, rồi lập tức đóng cửa lại, nhìn thấy hộp đạn trên mặt đất paula vội vã nhặt nó lên lắp vào cô không hiểu tại sao hộp đạn lại nằm trên mặt đất jay giải thích có thể nó đã bị rơi ra ngoài hộp đạn sẽ không dễ dàng rơi ra đâu jay anh không biết paula điều đó có quan trọng không tất nhiên là quan trọng nếu có đạn trong súng cô ấy sẽ không chết rồi jay không nói nên lời nhưng anh không có ý định thú nhận paula nhìn khẩu súng rồi mở cửa nhưng tên zombie đó đã chạy mất zombie đã đến sảnh định tấn công những người ở đây paula lập tức bảo mọi người hãy chạy đi sau đó dứt khoát bóp cò, chúng vài phát súng, nhưng tên zombie vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Lauren đang được băng bó ở đây, cùng ba người còn lại cũng nghe thấy tiếng súng. Họ chạy ra ngoài ngay lập tức, súng của Paula bắn đến hết đạn, cũng không thể hạ gục đối thủ. Hai người đứng đơ tại chỗ kinh ngạc, tại sao lại không thể hạ gục được nó. Nhưng zombie bất ngờ trồm lên, ép Jay vào tường. Thời điểm nguy cấp, Paula nhổ cột cờ gần đó, đâm vào người zombie một cách dứt khoát. Zombie bị đóng đinh vào tường vẫn đang vùng vẫy, khiến hai người không thể tin được nhưng chưa kịp thở, quay người lại thấy bên ngoài đang hỗn loạn, ngày càng có nhiều zombie tấn công người dân. Lúc này Trầy cuối cùng cũng nhận ra, tự xuất hiện của lũ zombie liệu có liên quan đến công ty khoan. Dù sao khi họ khai thác khí tự nhiên, sẽ sử dụng một số hóa chất, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Paula ngay lập tức bác bỏ điều đó là không thể, rõ ràng là cô ta không muốn tin vào điều đó. Bởi vì công ty này gặp chuyện, cô ta cũng sẽ không tránh khỏi liên quan. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đối phó với lũ zombie ngoài kia ngay bây giờ vì vậy Paula quyết định đến ngay tòa thị chính để nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng Jay nói con trai lúc đang tham dự một party, phải cứu con trai trước đã, nhưng với tư cách là thị trưởng, sau khi cân nhắc Paula, lựa chọn đi đến tòa thị chính, hai người vừa đi khỏi, Lauren và ba người họ cũng chạy ra ngoài, phía sau là một bà già ngồi trên xe lăn, cùng lúc đó một lượng lớn người zombie cũng xông vào viện dưỡng lão. Họ liền vội đẩy bà già chạy lại, nhưng còn những người già ở viện dưỡng lão thì sao? Lauren chỉ muốn chạy trốn, nhưng các nói không thể bỏ rơi những người già này, nên họ đã nghĩ ra một cách, Lauren và Feynman chịu trách nhiệm gây ồn ào để thu hút lũ zombie, đồng thời yêu cầu ông già trong nhà khóa cửa thật chặt. Đẩy bà già ra cửa sau, đợi hai người dụ zombie tới, họ sẽ nhấn công tắc và đóng cửa điện lại, bẫy tất cả những zombie trong căn phòng này. Hai người Lauren chạy thật nhanh, theo sát phía sau là lũ zombie, bà già bình tĩnh bảo mọi người đừng hoảng sợ, nhất định phải đợi cho đến khi tất cả lũ zombie vào hết. Nhìn tên zombie cuối cùng bước vào phòng, bà già liền ra lệnh bấm công tắc nhưng họ không ngờ công tắc vẫn bị kẹt bởi một cánh tay zombie mọi người thấy thế liền vội vã bỏ chạy ra cửa sau nhưng bà già đã chọn ở lại bà làm gì thế cửa chỉ có thể mở được từ bên trong thì ra bà già này bị bệnh nan y thời gian của bà cũng không còn nhiều chỉ mong cuối đời cho phép mình chết một cách xứng đáng đưa họ ra khỏi đây đi tạm ơn đừng chúng ta phải đi thôi không không lũ tụi bây đi chết hết đi